Hỏi nữa, con kính bạch Thầy, kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp một số thắc mắc của gia đình mẹ con ạ. Khoảng 2 năm nay, em trai con trở nên hư đốn, sa vào cá độ bóng đá, nợ một khoản tiền rất lớn. Còn em gái con làm ăn gặp khó khăn nhiều. Con nhớ lại trước kia cách đây 10 năm, bố con mất, gia đình không biết Phật Pháp nên đã giết lợn gà để cúng tế nhiều. Khi bố con còn sống thì làm nghề thịt lợn một thời gian rồi buôn hàng tươi sống bán phở. Bởi vì lúc đó gia đình con rất khó khăn, cứ làm nghề gì kiếm tiền nuôi con là bố con làm. Xung quanh nhà con, các gia đình khác đều có con cái học hết lớp 12 thì ở nhà hoặc bỏ dở phổ thông để tự đi kiếm sống. Vì thời đó là thời những năm 90 của thế kỷ 20, rất là khó khăn. Còn riêng bố mẹ con thì lại chịu khó, khổ cực, làm cả những công việc sát sinh để cho con được ăn học. Ai cũng có nghề nghiệp. Khi chúng con đã có gia đình và nghề nghiệp thì bố con bị mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Hiện tại chỉ còn mẹ con, mẹ đã quy Tam Bảo được hơn 1 năm, hiện đang tụng kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên, nhưng các em con lại không thích đi chùa. Gia đình con đang khó khăn Thầy ạ. Con kính bạch Thầy, mong Thầy bảo cho gia đình con cách tháo gỡ khó khăn, làm thế nào để em con không còn vướng vào cờ bạc, và làm thế nào để các em con có duyên lành với Phật Pháp. Con xin thành kính tri ân Thầy. Cái điều này không phải một sớm một chiều mà có thể làm được, có thể giải quyết được. Ân oán, oán đã gì? Đã kết. Thì giống như người đã gieo xuống thửa ruộng của mình những hạt giống gì? Những hạt giống xấu rồi, những hạt cỏ dại rồi, thì chắc chắn nó sẽ phải gì? Phải có những kết quả là gì? Kết quả là những cây cỏ dại mọc ra, chứ không phải là cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn, cây hoa màu. Đó, cho nên nhân quả nó không có gì? Không có để cho chúng ta giải thích rằng ngày đó gia đình nhà mình còn nghèo, còn khó, cho nên bắt buộc phải làm những cái nghề đó để nuôi sống các con. Chúng ta làm, chúng ta phải chịu. Cho nên chúng ta thấy, các vị cứ để ý mà xem, 10 người làm nghề đồ tể, có thể họ giàu lên rất là nhanh, nhưng cả 10 người, 10 gia đình đó, một thời gian gì? Khi mà nó đã lùn bại, thì phải nó đã xuống rất là khủng khiếp. Thậm chí có người làm nghề đồ tể chỉ cần vài ba năm thôi, từ một cái người gì đi làm thuê trở thành gì ạ, một người có nhà lầu xe hơi, mua đất mua cát nhà lầu xe hơi, rất là gì, sung sướng, tiền bạc rất là gì, là nhiều. Nhưng chỉ một thời gian thôi, các quý vị chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói mà, vào lỗ hà, vào lỗ hà nó lại ra lỗ gì, ra lỗ hổng, vào lỗ hà ra lỗ hổng. Nghĩa là sao? Tức là khi mà của cải giàu có một cái thì tự nhiên vợ chồng lại gì? Lại đục đục. Hoặc rằng ấy, ông chồng này gì? Đi bồ bịch ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Hoặc là bà vợ ấy, tự nhiên là gì? Lại thấy một ông hàng xóm trẻ trẻ phong độ hơn cái ông chồng của mình hom hem, cho nên là gì? Lại đi cặp bồ cặp bịch. Chồng phát hiện ra hoặc vợ phát hiện ra, cả nhà đều bất ổn. Hoặc là đứa con trai, đứa con gái ngày nào nó còn bé nhỏ, bây giờ nó lớn khôn một chút rồi, bắt đầu gì? Nó ăn chơi, nó sa đọa, cờ bạc, rượu chè, cá độ, cái gì nó cũng hay. Và trường hợp này nè, Phật tử gia đình này nói là gì? Anh em thì đại đa số là được ăn học, được thành người, nhưng mà lại có một đứa gì? Vừa qua nó cá độ, nó thua gì? Thua rất nhiều. Và bây giờ gia đình rất khó khăn. Mà chúng ta thấy trường hợp này khi gì? Khi mà con cái vừa thành công ấy, thì ông ấy bị bệnh và gì? Và chết. Bây giờ làm thế nào?
Bây giờ điều quan trọng đó là mình phải phát cái tâm gọi là gì? Ăn năn sám hối đến tột cùng. Và cái điều quan trọng đó là phải gì? Phải phóng sinh cho thật nhiều để chuộc cái tội sát sinh ngày xưa. Phát nguyện trở thành những đứa con hiếu thảo. À, bây giờ hãy gì? Hãy cho Phật tử này nên cho cái đứa em của mình ấy, có thể nghe cái đoạn trả lời này của Thầy ấy. Biết vì sao mà cha mình mất như vậy? Vì các con mà cha mất. Vì các con mà cha gì, cha mẹ phải hy sinh. Biết là nghề đó là một cái nghề gì, có thể nó ở thế gian nó cho là bình thường. Nhưng với Phật Pháp, với giáo lý của Đức Phật Ngài dạy ấy, là cái nghề cực ác. Cái nghề ấy chắc chắn sẽ bị quả báo gì? Rất là xấu. Không thể tránh được. Có cái nó hiện ngay cuộc đời này, ngay trong vài năm, hay là nó hiện gì? Trong vài chục năm mà thôi. Hoặc rằng ấy, sau khi vừa nhắm mắt xuôi tay một cái là liền là gì? Nghiêu đầu ngục tốt nó đến, nó lôi đi sền sạch mà thôi. Để lại những cái hệ lụy rất là khủng khiếp cho gia đình, cho con cái sau này. Vì tất cả những cái người ở trong gia đình đó đều sống bằng cái đồng tiền đó mà. Cho nên cái hệ lụy gọi là cộng nghiệp, trong nhà Phật gọi là cộng nghiệp. Một người làm, hai người làm, nhưng mà gì? Cả nhà hưởng. Cho nên những người không làm nhưng mà hưởng cái đồ đó gì? Cũng phải chịu cái chung cái nghiệp báo ấy. Nó tất nhiên nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Cho nên cái chuyện chúng ta thấy cha làm con phá. Cha mẹ thì tích cóp, chất chiêu, làm lũ. À, làm cả ngày cả đêm. Nhưng con thì nó phá chỉ một thời gian ngắn thôi, hết sạch sành xanh luôn. Nhà cửa cũng phải đem cầm cố, vì con cái phải đem cầm cố. Khổ sở vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì. Đó. Cho nên ở đây ấy, cái nghiệp do gì? Do sát sinh ấy. Chúng ta thấy trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Nó lớn lắm. Một vạn người làm ấy, thì gần như cả vạn người đều đọa vào trong gì? Trong những đường ác mà trả nợ. Hàng triệu người làm ấy, mới may có một người gì? May có một người có thể thoát ra được khỏi nó. Vài người có thể thoát ra được khỏi nó. Cho nên nay đã biết cái điều đó rồi. Biết chúng ta bây giờ vì sao mà có gì có công ăn việc làm. Biết vì sao bây giờ chúng ta lại được có địa vị ở xã hội như thế này. Cha mẹ chúng ta đã hy sinh. Đã hy sinh gì? Cả cuộc đời tần tảo với mình là một phần lớn đối với thế gian rồi. Nhưng ở đây thì cha mẹ của mình thậm chí có khi đã biết rằng đây là một việc gì? Một việc có thể sau này bị quả báo rất là ghê gớm. Nhưng vì sự nghiệp của các con, cho nên cha mẹ gì? Sẵn sàng làm. Nay chúng ta được thành người rồi, có công ăn việc làm, có địa vị xã hội rồi, được thành người rồi, thì phải lo gì? Báo đáp cái công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy, như trời như biển ấy. Giống như Bồ Tát Địa Tạng và gì? Ngài Mục Kiền Liên ấy. Biết là mẹ mình sau khi chết đi sẽ gì? Sẽ đọa trong đường ác. Cho nên là ngài phải sao? Các ngài phải phát nguyện chịu thay cái tội đó gì? Cho mẹ. Chịu thay cái tội đó cho vô số chúng sinh. Thì phát cái đại nguyện như thế cho nên mẹ của ngài mới gì? Mới sớm được thoát khổ. Vì cái trường hợp này cũng vậy. Phải làm những cái việc thiện, cực thiện. Đó là gì? Là phóng sinh, tu phúc. Và tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh Lương Hoàng Sám. Địa Tạng là thầy nghĩ là ổn nhất. Bây giờ đạo tràng đang tụng kinh Địa Tạng, mẹ Phật tử này cũng, mẹ vị này cũng đang tụng kinh Địa Tạng rồi, thì nên gì? Cả nhà tụng kinh Địa Tạng. Nên nói cho cái đứa em á, nó đang không tin này á, nói cho nó nghe. Và có thể thì hôm nào có thể vào cái pháp hội lớn hoặc cái chỗ đông đông người và pháp hội lớn, đem nó đi, bảo nó đưa nó lên chùa, mà nó mà lên được, nó cái duyên, nó có thể mình cứ bảo xem, có trường hợp nó có duyên một cái tự nhiên nó thì nó lại làm được. Có những trường hợp trước đây ấy, ở dưới, ngay dưới gì, dưới gì nhỉ, Nam Từ Liêm, ở Nam Từ Liêm, các vị biết, nó lên nhìn thấy mà thầy còn ghê làm sao ạ? Có mỗi cái mắt của nó thì cái mắt của anh chàng đó là gì? Là không gì ạ?
không xăm sổ thôi. Nó đã nhìn thấy người nó đã to, đã béo, đã to, đã khỏe, đã gân guốc rồi mà mắt thì ghê rồi. Nó lại mặc cái áo mê ô đến đây, nó xăm hết cả người, mình mẩy xăm hết dưới chân, nó xăm đến tận dưới gót chân. À, nhìn nó ghê như thế. Nhưng mà chúng ta biết không? Tiểu sử của cái anh chàng này thì khủng khiếp. À, ai nghe thấy cũng phải ghê, phải sợ. Nhưng mà khi mẹ mất, đưa mẹ lên chùa cúng làm bài vị để cúng ở pháp hội năm kia, từ năm 2016. Anh ta ở hết cả 3 ngày, pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ngày đó. Và sau khi hết 3 ngày một cái, anh ta về, anh ta thay đổi một cách hoàn toàn. Anh ta không chỉ một con người nhìn bên ngoài như vậy. Ngày xưa là đâm thuê, chém mướn, làm đủ các thứ, đi đòi nợ thuê, rồi các thứ cái gì có tiền anh làm. Đánh người, đâm người, chém người, mỗi là chưa giết người thôi. Nếu giết người thì anh ta vào tù rồi, nhưng chưa giết người thôi. Đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cái gì cũng làm. Có cả một người cầm đầu cả hơn chục đứa đàn em như thế. Nhưng mà khi đến chùa tụng kinh báo hiếu cho mẹ, hiểu được Phật Pháp, chúng ta biết về thế nào? Tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng suốt từ đó cho đến nay mới hay chứ. Và không đi làm cái nghề đó nữa. Không đi làm cái nghề đâm thuê chăm mướn đó nữa, mà trở thành một Phật tử rất thuần thành. Chúng ta thấy khi con người ta cái duyên nó đến đó, có thể cải tà quy chính, biến một người cực ác thành một người gì á, một người lương thiện. Giống như thời Đức Phật tướng cướp vô não, giết 99 người rồi á, tìm mãi chưa tìm được người 100. Anh ta nghĩ là về giết nốt mẹ mình, giết xong á, lấy chặt ngón tay đeo lên cổ của mình á, mình đắc đạo, do đó mới quay, sau đó mới quay lại độ cho mẹ mình. À, trên đường anh ta đang đi về để giết mẹ mình thì may thay không phải giết mẹ mình, không phải tội bất hiếu nữa, chỉ thấy được một vị sa môn. Vị sa môn đó là ai? Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đi khất thực về một mình đi trên đường vắng, cho nên ông ấy đuổi theo ông định sẽ có vị, may quá gặp vị sa môn đây là đủ, vị thứ 100 đây rồi, là ta không phải giết mẹ nữa. Và cứ thế là đuổi theo, là đuổi theo hoài vẫn không đuổi được, đuổi hoài mệt hoài rồi. Mà ông là một vị tướng cướp rất là giỏi võ, rất là khỏe mạnh. Thế là đuổi theo hoài mà Đức Phật vẫn bước thảnh thơi ở trên gì, ở trên đoạn đường vắng mà ông ta đuổi mãi chẳng được, đuổi mệt quá ông ta mới gọi là sa môn, xin dừng lại. À, Đức Phật vẫn cứ nhẹ nhàng đi như vậy, và ông ta lại đuổi theo tiếp, và sa môn xin dừng lại, quát mấy lần như vậy. Và Đức Phật ôn tồn bảo rằng Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng mà thôi. Nghe thấy nói, ông ta thấy rõ ràng là thấy ông vẫn còn đang bước đấy, mà tại sao nói là dừng lại? Ông tại sao ông là sa môn, là người tu hành, mà tại sao ông lại vọng ngữ thế? Đức Phật nghe nói như vậy, ngài mới dừng lại. Dừng lại thế bắt đầu ông ta chạy gần tới, đang định vung dao để chém Đức Phật, để đâm Đức Phật, giết Đức Phật đó, thì Đức Phật từ từ quay mặt lại. Anh ta vừa nhìn thấy cái thân tướng của ngài, của Đức Phật, 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, cùng với cái quang minh công đức của Phật nữa, nhìn một cái vị tu sĩ từ bi như vậy, trang nghiêm như vậy, tướng hảo như vậy, nó toát ra về bên ngoài. Anh ta liền từ từ là quỳ xuống và bỏ đao xuống và sám hối Đức Phật, và liền là nói lên những cái tội lỗi của mình. Và Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn cho anh ta nghe. Và sau khi nghe xong, anh ta khóc dưới ôm chân của Đức Phật và khóc và nói rằng: vậy một người thì làm những tội cực ác như con, có thể có gì? Có thể trở thành đệ tử của Đức Phật được không? Đức Phật bảo rằng được, này vô não. Những người sống ở trên đời làm những cái việc ác, khi mà biết gì? Biết quay đầu, biết hướng thiện, thì người đó là một con người gì? Một con người tốt. Có mấy hạng người, Đức Phật nói có mấy hạng người. Hạng người thứ nhất, từ khi sinh ra cho đến khi gì? Đến khi chết đi, không làm bất cứ một việc ác nào. Đó thì gọi là bậc gì? Bậc hiền, bậc thánh. À, có những hạng người, từ khi sinh ra, lớn lên làm những việc ác, cho đến khi chết, không biết cái việc
ác của mình á, làm đó là những việc ác, những việc sai trái, những việc tội lỗi, sau khi chết đi sẽ sinh vào nơi gì? Nơi đọa xứ, tức là ba đường ác đó. Và Đức Phật nói này, vô não cũng có những hạng người. Khi sinh ra, lớn lên làm rất nhiều những việc xấu, những việc ác, nào là ngũ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, vân vân. Nhưng khi người đó nhận ra mình á, trong suốt những năm qua, trong suốt những gì, những ngày qua sống và làm những cái việc ác như vậy, thật là gì? Vô ích, vô bổ, không có lợi ích cho bản thân, không đem lại lợi ích gì cho cộng đồng và xã hội cả. Và người đó liền quay đầu và phát nguyện bỏ những việc ác ấy, thay vào đó là những việc làm lành, thay vào đó là những lời nói lành, thay vào đó là những gì? Những ý nghĩ thiện lành. Người đó, Đức Phật ví như gì? Này vô não, giống như một người mặc chiếc áo gì? Áo rách và bẩn ở trên thân thể mình. Và người đó biết rằng gì? Áo bẩn người đó gì? Áo rách người đó gì? Cởi xuống, cởi ra, giặt sạch đi và đem gì? Đem khâu vá lại. Thì chiếc áo đó lại lành và lại sạch sẽ như thường. Đấy, nghe nói như vậy và vô não gì? Khóc, quỳ dưới chân Phật và xin rằng vậy, Đức Thế Tôn thương xót thì cho con gì? Xin được xuất gia là đệ tử của Ngài. Đức Phật hoan hỷ và gì? Và kêu là này, thiện lai tỷ khiêu, tức là gì? Là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Và trong kinh thì nói gì? Kinh luận thì nói rằng sau khi Đức Phật nói như thế, tự nhiên trên đầu ông là gì? Rụng hết đấy, tóc, và trở thành một vị tỷ khiêu, trên thân thể tự nhiên là có pháp phục. Nhưng nói như thế thì nó hơi thần thoại một chút, đấy là tôn giáo thì hơi thần thoại, nhưng mà thực tế gì? Cái râu tóc của ông ấy rụng hết, đó là biểu tượng cho cái gì ạ? Tất cả những phiền não, tất cả những gì, những cái ác tâm của ông ấy trước đây đều là gì? Đều hết sạch sau một câu nói của Đức Phật là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. À, bây giờ mà chúng ta được Đức Phật nói một câu như thế, tôi mà thì bây giờ được Đức Phật nói một câu như thế thì chắc chắn tôi hết sạch phiền não luôn. Nhưng mà khổ nỗi, lên lễ Phật mãi chả thấy Ngài nói cả, cái lễ xì xụp mãi. Tự mình phải an ủi mình rằng đấy, Phật đã nói với mình rồi, hãy ráng gì, hãy ráng mà vượt qua những khó khăn, những chông gai, những bụi bặm của cuộc đời để mà gì, mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, bòn một chút phúc gì của chúng sinh, để mà gì, để mà cộng với cái công đức niệm Phật nữa, sau khi mất đi mong được gì, được đới nghiệp vãng sinh biên địa thế giới cực lạc cũng được. Các vị nếu được vào trong chính cung chính gì cửu phẩm liên hoa thì lúc đấy thì nói với Phật rằng á, con nhớ đấy, ngày đó có cái ông thầy ở cái ngôi chùa đó, ông ấy giảng pháp, ông ấy sách tiến, ông ấy khuyến hóa chúng con niệm Phật, con mới vừa được vào đây. Nhưng nay về đây tìm mãi chẳng thấy ông ấy đâu, xin Phật đi ngó xem có ông ấy ở quanh quanh đây không. Phật bảo ta vẫn chưa thấy ông ấy đến đây. Thế thì các Phật tử bảo xin Phật ra ngoài, thì xin Phật gì, ngó ra ngoài biên địa xem có ông người ngoài không. Phật bảo là ta thấy một cái bông sen héo héo nhỏ nhỏ xa xa tít đằng kia, thấy một cái gì? Một cái bảo thai nó để nó đang ngắp ngó ở ngoài kia, nó đang chuẩn bị sinh ra, không biết ta thấy hình như phải nó thì phải. Các vị bảo là các vị chịu khó thì nếu được vãng sinh về đó, chị em anh em huynh đệ lúc đó ở đó gì, cùng nhau tập trung lại niệm Phật trợ duyên cho tôi được đi vào trong gì? Hạ phẩm hạ sinh với nha. Làm ơn. Làm ơn, làm phước đi. Đó là tội. Nó bỏ một mình tôi ở ngoài đó là tội. Hoặc không, nếu này nhìn ở ngoài á, ở ngoài biên địa chẳng thấy tôi á, thì bảo Đức Phật ngó xem đấy. Xin Ngài ngó vào trong A Tỳ địa ngục xem có thấy gì, có thấy ông ở trong đấy không. Nếu thấy tôi mà còn đang trôi lăn lặn hụp ở trên đó, thì các vị cũng tập trung nhau lại và niệm Phật cho tôi vài câu, và bảo rằng á, thôi xin Phật đến thương gì, lôi ông ấy ra với nha, đừng bỏ tôi ở một mình trong đó, tội lắm, khổ lắm, nóng lắm, đau đớn nó không chịu được đâu. Chúng ta ai cũng có thể về Tây Phương Cực Lạc, ai cũng có thể vào trong gì, trong A Tỳ địa ngục. Kể cả người đó là người gì, một vị xuất gia là đại lão hòa thượng cũng có thể vào trong A Tỳ địa ngục. Một vị chư thiên
cũng có thể gì? Vào trong A Tỳ địa ngục. Một vị ma vương cũng có thể vào trong A Tỳ địa ngục. Cho nên á, chỉ có về Tây Phương Cực Lạc. Về nơi đó thì chúng ta mới vĩnh viễn không bao giờ bị sợ rằng á, sẽ có một ngày nào chúng ta đọa vào trong đó nữa, một kiếp nào chúng ta phải chịu khổ báo ở trong đó nữa. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuần tịnh, thuần thiện, không có những việc ác nữa, không có những duyên ác trái đạo nữa, cho nên không sợ cái tâm Bồ Đề chúng ta thoái chuyển. Còn ở thế giới này á, thoái chuyển dễ lắm. Hôm nay vừa thề là gì? Cho dù thịt nát xương tan, con không bao giờ bỏ Phật, bỏ Tổ, không bao giờ bỏ đạo. Ngày mai có thể là gì? Lại khoác áo tại gia đi về gì? Về với vợ rồi, về lấy vợ rồi, hoặc về lấy chồng rồi. Hoặc là có thể mơ mộng là gì? Ở trong đạo thì khổ quá. Công sức mình bỏ ra như thế này mà ngày chỉ được có 3 bữa cơm chay. Với công sức này, ta đi về ngoài đời, ta làm lập lên một sự nghiệp vẻ vang. Ta có thể làm ra rất nhiều tiền, ta đem số tiền đó để gì? Để đi làm công đức, xây dựng các chùa. Ta có thể đem cái số tiền này để đi gì? Đi làm từ thiện, cứu giúp được không biết bao nhiêu là những gì ạ? Những trẻ em nghèo, những người già cô đơn, những người bệnh tật, vân vân. Khi đó gì? Chúng ta đi chạch đường rồi. Đang là một vị tu sĩ xuất gia, phát nguyện trở về lại một cư sĩ để đi làm kinh tế, để đi làm từ thiện. Cuộc đời không như mơ đâu các quý vị. Tôi có một người bạn cùng học, cách đây khoảng 2 tháng mới gọi điện cho tôi. Ngày xưa đi học ngồi cùng bàn với nhau, ngồi cùng bàn với tôi, anh em rất là gì? Là tâm đắc với nhau. Hôm nay thì qua đây cũng phải cảm ơn thầy đấy, vì cái môn thi tiếng Anh của tôi may nhờ có thầy ấy mà tôi được 6 điểm. Tôi mới vượt qua được kỳ thi, không có thì tôi không biết gì tiếng Anh đâu. Cứ hello, ok là chả biết cái gì cả. Nhưng mà thì khi lên thi thầy biết tiếng Anh, thầy giỏi, thầy học qua đại học rồi mà. Thầy qua trường đại học rồi cho nên thầy cũng rất là giỏi. Thầy là một trong những người mà gọi là học rất là giỏi ở trong trường của tôi, trong lớp của tôi, cái khóa đó. Hai anh em ngồi cùng bàn, rất tâm đầu ý hợp với nhau. Một hôm thầy nói với tôi là, này Đạo Thịnh, mình thấy ở trong đạo thế này, tu như thế này, không giải thoát, mà có khi lại còn gì, còn mang nợ thập phương tín thí. Hay là anh em mình về đi, về đi học nghề thuốc, về đi học nghề thuốc và mình sẽ mở một cái cửa hiệu thuốc miễn phí để cứu người. Lúc đó mình sẽ đem giáo lý của Đức Phật, vừa cứu người vừa đem giáo lý của Đức Phật để khuyên gì? Để khuyên mọi người làm việc thiện. Thầy khuyên tôi như vậy và tôi bảo là vớ vẩn. Là đệ tử của gì? Một bậc thiên nhân sư, là đệ tử của bậc đại y vương, còn không muốn làm lại đi làm ông thầy thuốc ở thế gian làm gì? Tôi nói như thế. Và tôi nghĩ là gì? Thầy nói đùa thôi. Và về cái kỳ nghỉ 30 mùng 1 đó thì sang mùng 2 đến trường không thấy thầy đi. Gọi điện thì thấy tắt máy. Khoảng nửa tháng sau mới biết gì? Thầy đã không ở chùa đấy nữa và đi về tại gia. Và đã đi vào miền Nam để học nghề bốc thuốc, học nghề làm thuốc. Bẵng đi một thời gian không liên hệ được, khoảng hơn một năm sau hỏi qua mấy người mới biết gì, thầy đã đi về và đã lập gia đình, lấy một cô vợ rất là xinh xắn. Và lâu đi khoảng độ tầm từ đó đến nay, năm đó là năm 2004 cho đến nay. Vừa rồi thầy mới gọi điện cho tôi, tự nhiên thấy số điện lạ. Hôm đó tự nhiên cái điện lạ, số điện lạ mình mọi khi không hay nghe đâu. Tự nhiên hôm đó nó có một cái cảm giác gì đó, nó tự nhiên là bật máy nghe. Thế nghe mới nói tên thì mình còn không nhận ra là ai. Thế mới hỏi thì mới biết, hỏi ra mới hỏi là thế bây giờ thì về làm cái gì mà? Thế bây giờ ở nhà chỉ bình thường, làm bình thường. Đâu cũng có mở được hiệu thuốc để làm gì ạ? Làm từ thiện đâu. Cuộc sống gia đình, vợ con vào rồi nó khó lắm, nó đâu phải đơn giản. Nó không phải dễ như chúng ta gì. Ở trong đạo mà nhìn ra ngoài đời không phải là dễ kiếm tiền như là gì ạ? Như là
mấy đại gia họ chỉ cần alo một cái gì là họ đã có tiền. Nhưng mà để họ có tiền như vậy họ phải gì? Phải làm biết bao nhiêu mà cái phúc báo của họ đời trước để lại nữa. Họ là những người đi làm ăn buôn bán giàu có không phải là dễ đâu các quý vị. Đồng tiền đó cũng là mồ hôi công sức, thậm chí xương máu đổi bằng cả mạng sống của gì? Của người thân của họ đấy, không phải đơn giản. Đâu có phải là gì? Về một cái mà mình mà tài giỏi về mà bốc được đâu. Còn ở trong đạo, nương vào cái công đức và nguyện lực của Đức Phật, mình nói một câu còn có gì? Còn có 100.000 người hưởng ứng. Nhưng ra ngoài đời thì cởi bộ quần áo nâu ra, ta cũng như mọi người thôi. Ta như mọi người thôi, chả ai kính mình nữa cả. Ngày xưa người ta gặp mình, thậm chí mình mới đi tu có 1-2-3 năm thọ giới sư bác, người ta gì? Cụ già 80-90 tuổi, người ta A Di Đà Phật cung kính để gì? Để con chào sư bác ạ. Nhưng bây giờ cởi bỏ cái tấm áo nâu ra, người ta nhìn thấy mình, người ta còn khinh bỉ. Người ta còn chỉ còn gì? Đi qua mình, người ta còn nhổ vào gì? Nhổ nước bọt đằng sau mình. Người ta khinh thường. Ở Việt Nam chúng ta thấy nó không giống như bên Thái Lan, Lào, Campuchia các vị nhé. Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar đó. Thì cái việc gì? Đi tu. Tu càng lâu trong chùa mà sau này về thì càng quý. Nhưng Việt Nam chúng ta đi tu rồi mà bỏ về thì coi thường, bị coi thường lắm. Xã hội coi thường, hàng xóm láng giềng coi thường, thậm chí người thân chúng ta thì họ hàng chúng ta cũng còn coi thường. Không phải đơn giản. Thế nên hôm rồi thầy gọi điện cho tôi bảo hôm nào thì đi lên chùa chơi. Thầy bảo vâng, hôm nào thì con lên chùa. Hôm nào con lên chùa, nhưng mà chưa thấy lên. Cái vị này thì đấy, bây giờ đấy, chưa lên. Bao nhiêu năm nay thì vẫn chưa gặp lại, mà hôm rồi mới gọi điện lại. Mà ngày xưa anh em ngồi học cùng bàn với nhau. Đó. Thầy rất là tốt. Phải nói là thầy rất là tốt, con người rất là thông minh. Đấy, nhưng ở trong đạo thì mơ ước đi ra ngoài đời để làm những việc lớn hơn. Nhưng mà cuối cùng thì lo cho một mái ấm gia đình nho nhỏ của mình còn chưa xong. Có thể là gì? Là lo tốt, nhưng mà trong mái ấm gia đình rồi, nhưng mà đối với cái việc đem lợi ích lớn cho xã hội đâu phải dễ đâu. Nhưng nếu mà thầy còn ở trong đạo thì phải nói là đến nay á, tôi là cái người gì? Một trong những người học dốt nhất ở trong lớp. Dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng, dốt trong gì ạ? Dốt nhất trong tất cả các loại dốt ở trong lớp đó. Vì tôi học trong lớp chưa bao giờ đi thi, chưa bao giờ được điểm 7 trở lên. Cả 4 năm học trong lớp cứ tằng tằng 5 điểm, 5 điểm rưỡi, 6 điểm, 6 điểm rưỡi. Duy nhất có một điểm 10 đó là thi văn đáp thôi. Còn thi viết thì bao giờ tôi cũng được điểm xấu. Vì sao các vị biết không? Cái thứ nhất là chữ tôi ấy, nó như run bò ấy. Cái thứ hai đó là 10 chữ thì sai chính tả, mà ít nhất phải 2-3. Nói thì được, nhưng mà viết thì lại gì? Lại rất là tệ. Cho nên người ta cầm bài mình, người ta viết, người ta thi thì người ta được 8, được 9. Mình thì cứ 5 đến 6 thôi. Cứ thế, cứ tằng tằng như thế. Nhưng may là không bị con điểm 3, điểm 4 nào. Thấp nhất là cứ đủ 5 điểm. Năm nào cũng lên một điểm. Năm nào cũng đủ điểm để lên lớp. Đấy, thế. Còn thầy ấy thì phải nói học rất là giỏi. Bài thi khoảng 90 phút, thầy chỉ làm khoảng 30 phút là xong. Nộp bài để ra ngoài. Mà lúc nào cũng được 9, 10. 9, 9,5 và 10. Vì thầy đã học qua đại học rồi. Mà học đại học thầy đã là một người giỏi. Nếu mà thầy mà ở trong đạo thì bây giờ xin thưa các quý vị, chắc chắn rằng gì? Thầy hơn tôi rất là nhiều, hơn tôi về mọi mặt. Ngày đó thầy đã xây được ngôi chùa rất to rồi. Thế tôi gì? Vẫn một cái ngôi chùa bé xíu xíu, còn chẳng làm được. Còn phải nương vào sư phụ để xin kinh phí nhà nước mới xây được cái ngôi chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, dưới quê bà Tuyết bé bé. Mà còn thầy thì xây một ngôi chùa thật là to. Mà đi tu sau tôi rất là nhiều. Tôi học trung cấp rồi, học trung cấp năm thứ hai rồi, thứ ba rồi thầy mới xuất ra. Năm thứ hai thầy mới xuất ra. Vì chúng tôi học trung cấp rồi, thầy mới còn là sinh viên, đang học sinh viên đi vào trường. Đang sinh viên năm cuối đi vào thăm chúng tôi ở trong trường. Và cũng chính nhân viên đó sau này mới xuất ra. Thầy ấy là xuất ra cùng với đợt của thầy Thái Minh ở dưới Ba Vàng ấy. Cùng cái dịp đấy. Xuất ra sau chúng tôi mấy năm. Đấy, tiếc. Thực sự là tiếc. Bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn tiếc. Nếu mà thầy ở trong đạo thì chắc chắn là gì?
làm được rất nhiều việc lớn cho giáo hội và rất nhiều việc cho Phật Pháp. Nhưng về gì? Lầm. Các cụ ngày xưa nói là gì? Lỡ nước, hai xe đành bỏ phí. Gặp thời một tốt cũng gì? Cũng thành công.